Lẽ đời thường quên rằng chính mình cũng cần được đối xử tốt. Biết yêu thương thân tâm mới sống được trọn vẹn. Đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi, thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân. Thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng, sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ, mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng, vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tình. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ, sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Thấu hiểu giống như cây cầu, ở hai đầu cầu chính là con đường. Nếu không có cầu thì không thể đi từ đường bên này sang đường bên kia được. Cảm thông giống như cây dù, người đứng bên dưới luôn có cảm giác được che chở. Nếu vắng đi những điều đó, thế giới này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thấu hiểu giúp ta bước khỏi vùng u tối, đến với một quang cảnh mới, giống như đi qua cây cầu sẽ đến với con đường lớn. Những phiền não u ám cũng tự hóa thành bướm bay đi. Tục ngữ nói, lùi một bước thì trời cao biển rộng,
Khoan dung người khác cũng là cách đối xử tốt với bản thân. Vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình. Con người dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Tình cảm dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng. Bởi vì chúng ta đều có những muộn phiền, bất bình và nhiều việc không được như ý, nên đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, bất giác cảm khái: nhân tình sao mỏng manh như giấy lụa. Thật ra mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi mọi ngày, chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi. Bao dung người khác hoàn toàn không phải là yếu đuối, mà là thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh. Chúng ta hãy cùng xây dựng cây cầu thấu hiểu, cùng bật lên cây dù cảm thông, cùng chia sẻ những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới luôn tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời. Ham muốn trỗi dậy thì tâm động. Khi tâm động, các loại phiền não tự nhiên sẽ ùn ùn kéo đến. Được, mất, vinh nhục, lấy bỏ, những thứ này nếu bạn bận lòng càng nhiều thì sự mệt mỏi càng lớn. Bằng ngược lại, có thể buông xuống bao nhiêu thì nội tâm nhẹ nhàng bấy nhiêu. Nếu biết mở lòng chia sẻ đau thương của người khác, nỗi buồn lo của mình tự nhiên sẽ nhẹ vơi. Học cách trao tặng sự ấm áp đến tha nhân sẽ nhận lại những ân tình đồng loại. Đây chính là năng lượng kỳ diệu của tình thương. Trên đời, cội nguồn của những muộn phiền đều bắt nguồn từ việc buông không đành, hiểu không thông, nhìn không thấu, rồi làm những việc vô nghĩa khi nhàn rỗi. Muốn đoạn trừ nó, nên tìm về căn nguyên nguồn cội, thực tập nếp sống vị tha và buông xả, đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận sự việc. Làm được vậy sẽ tránh được những tranh chấp muộn phiền vô nghĩa lý. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn. Không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng. Lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là đủ. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham,
những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toàn tính. Hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, quá quan tâm đến một người sẽ tổn thương chính mình. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, tình cảm là thứ chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, có nhiều thứ chỉ có thể nắm lấy một lần, một khi buông tay là mất đi mãi mãi. Một sự việc nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ dàng thất vọng. Một tình cảm nếu trao đi quá nhiều sẽ khiến mình mỏi mệt. Một con người nếu chờ đợi quá lâu sẽ cảm thấy đớn đau. Thật ra trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa, thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng. Bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Nếu đã từng sai lầm, chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ đây hãy trân trọng người lo lắng cho mình. Hãy nghĩ đến một ngày bạn mất đi tất cả, trở thành kẻ trắng tay, thì ai có thể ở lại và nói: "Không sao, vẫn còn tôi ở đây." Ai đó là gia đình, bạn bè hay đơn giản chỉ là một người qua đường bất chợt. Đôi khi xem người khác quá quan trọng, kết quả trong mắt họ, mình lại chẳng là gì. Thông thường, người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn. Kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười.
Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thố, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn. Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than, kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Một ngày chợt nhận ra, có một số người nếu không chủ động tìm, họ chẳng bao giờ hỏi đến bạn. Nhờ vậy mà hiểu hơn, ai mới thật sự quan tâm đến mình. Thời gian làm không ít người rời xa ta, ai có thể ở lại đến tận sau cùng? Hãy nhớ trân trọng. Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ, lớn lên rồi mới hiểu, buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng. Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười, đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo. Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi. Nếu lỡ gặp phiền muộn, hãy nhớ lấy ba câu thần chú này. Đừng bận tâm, không sao đâu, rồi sẽ qua. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăng tăng. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Ngày tháng không phải để phí phạm, nếu bạn biểu hiện càng tầm thường, những điều tốt đẹp rời đi càng xa xôi. Cuộc sống không phải để đầu hàng, nếu thoái thác càng nhiều thì vị trí dành cho bạn cũng sẽ càng nhỏ bé. Trước một số việc không nên hạ thấp bản thân thái quá. Cái thuộc về mình phải biết kiên tâm giữ lấy, đừng để thành của người khác rồi mới đi trách móc giành giật. Trước một số người cần thể hiện quan điểm rõ ràng, chỉ có vậy thế giới mới biết bạn cần gì mà đáp ứng. Đừng để người ta quyết định thay rồi phục tùng bị động. Nếu làm việc tốt mà gặp uất ức, hãy dặn bản thân rằng trên đời có những người biết trân trọng ơn nghĩa. Dù được tặng một viên kẹo cũng ghi lòng tạc dạ. Nhưng cũng có lắm kẻ xem việc được người khác giúp đỡ là một lẽ tất nhiên, chỉ biết đòi hỏi và trách hờn khi không được thỏa mãn. Lỡ gặp phải hạng người này
hãy xem việc giúp đỡ ai đó là cơ hội để làm người tốt, tích đức cho chính mình là đủ. Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng, dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi, thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Vì bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bùng ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Bạn tức giận là vì lòng chưa đủ bao dung. Bạn phiền muộn là do tâm chưa đủ rộng lượng. Bạn lo nghĩ là bởi trí chưa đủ thông dông. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn rầu rĩ là do nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não. Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều không hề dễ dàng. Dưỡng ấm một trái tim mất rất nhiều thời gian, nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ hẹp, đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ. Cho nên, khi gặp gỡ, hãy biết cách trân trọng. Lúc bên nhau, nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi, hãy là người lịch sự. Khi chia tay, nhất định nhớ mỉm cười. Vì biết đâu, lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn.
tôi chọn im lặng, không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa, thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình. Không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báu đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ kiên trì với những thiện lành hiện tại, sẽ đón một ngày mai tươi sáng nhẹ nhàng. Làm người, chỉ số thông minh cao hay thấp, năng lực giao tiếp giỏi hay dở không quan trọng, nhưng tính cách nhất định phải có. Nói rõ hơn, bạn có thể không quá thông minh, giao tiếp không tinh tế lắm, nhưng nhất định phải có ý chí. Nếu gặp chút trắc trở đã đứng không vững, một lời ác ý cũng khiến bạn bất an, vừa nghe ai ghét mình liền cảm thấy chán nản, là do tính cách còn quá non nớt. Hãy nhớ lấy câu nói: càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn hãy sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, vượt qua các cám dỗ đời thường
đầu tư tâm huyết vào việc cần thiết. Và hãy để tinh thần yên tĩnh để làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức, bạn sẽ nhận ra bản thân ưu tú hơn mình nghĩ rất nhiều. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu, cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận, cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực, rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hiểu, chưa từng trải qua dông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn, cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Thói đời thường không quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chẳng cần biết đến những đau khổ nhọc nhằn. Thứ người ta chú ý chỉ là kết quả mà bạn có thể cống hiến. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng giông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện. Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói, họ cũng chẳng bận tâm đâu. Có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc. Một vài niềm đau nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẩn quẩn không thôi. Thật ra, sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi, để lại những tháng ngày bình yên cho cuộc sống. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản. Giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng
họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ, có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Một hôm tôi hỏi lòng, thế nào là hạnh phúc? Lòng bảo, thân khỏe tâm an là hạnh phúc. Cơ thể khỏe mạnh rồi, làm sao để tâm được bình an? Lòng lên tiếng, tâm vướng bận quá nhiều thứ, không tự do, thì tất nhiên không cảm nhận được sự yên an. Tôi lý luận, sống ở đời sao có thể không vướng bận? Lòng thông thả, nếu tâm không làm nô lệ cho hình thức, chính là tự do. Tự do thì sẽ thông dong và tự tại. Tôi chưa hiểu, tâm vốn ở bên trong hình thức, sao có thể không bị phụ thuộc? Lòng giảng giải, tâm là nơi dung chứa mọi cảm nhận của cuộc sống. Nếu nếm phải ngọt bùi hay cay đắng cuộc đời, đều có thể mỉm cười bước qua, sẽ không bị dính mắc. Tôi lại hỏi, sao mới được nhẹ nhàng như thế? Lại nghe thấy tiếng lòng, danh lợi được mất giống như chiếc cầu bập bênh, không được thì thấy thiếu thốn, được rồi lại muốn nhiều hơn. Nếu tâm an ổn vững vàng thì đâu cần mệt mỏi chạy theo gió đông với những cơn giông xuống lên bất chợt. Tôi thắc mắc, tâm ta rộng hay thế giới lớn hơn? Lòng trả lời, trời đất bao la hay cuộc đời nhỏ bé đều do tâm cảm nhận. Ta có mặt thì vạn vật phản chiếu qua tâm cũng theo đó mà hiện ra, đẹp xấu cũng từ đây mà thành. Tôi băn khoăn, vậy chúng ta đang đi đâu trong cuộc đời này? Lòng tự tốn, đời mỗi người vốn là một cây cầu, chỉ khác nhau ở phương hướng, là bạn đang hướng ra ngoài cảnh xôn xao hay tìm về với chân tâm tĩnh lặng mà thôi. Lúc rơi xuống hố sâu cuộc đời, khi lâm vào tình huống khó khăn, đừng buồn rầu, cũng đừng nản chí. Hãy nghĩ đến một người luôn có sức mạnh tiềm ẩn, là chính mình. Trên đời không có con đường nào là bằng phẳng, mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh. Bạn nhất định phải băng qua nó và tiến thẳng về phía trước. Một chút quanh co đó không phải để khuất phục, mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường.
Dù đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lời, thì khi mặt trời thức giấc, thành phố cũng vẫn người xe rộn rã. Vì thế, hãy tin tưởng khó khăn nào rồi cũng qua đi, ngày mai nào cũng sẽ là một ngày mới, chắc chắn. Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé, yếu đuối sẽ có khi cảm thấy thương tổn, đau lòng. Nhưng không phải hễ có bao nhiêu uất ức thì đều phải phơi bày lên khuôn mặt. Càng không thể hễ gặp khó khăn là phải tìm người kể khổ. Nếu mọi nỗi đau đều có thể quên đi thì chẳng ai muốn giữ mình thanh thản. Nếu mọi vết thương đều có thể liền sẹo thì cần chi những cấm kỵ trên đời. Hãy nhớ rằng bạn cũng là một người bình thường. Lúc cơ thể mỏi mệt cần phải biết nghỉ ngơi. Khi trong lòng bị tổn thương cần phải được điều trị. Mọi việc chỉ cần bản thân đã cố gắng hết lòng thì kết quả thế nào cũng không cần hối hận. Bởi trên đời có rất nhiều việc không phải mình muốn là được, không nên làm khó bản thân. Cuộc sống chỉ có một con đường chúng ta không thể lựa chọn là đầu hàng. Có một lối đi không thể từ chối là trưởng thành. Bước qua một trắc trở sẽ có thêm một kinh nghiệm. Khắc phục được khó khăn giúp ta thêm kiên cường. Cuộc đời nếu có thể bớt chút so sánh, bớt chút toan tính, bớt chút oán hận, bao dung nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, thì mỗi ngày đều là một ngày mới và thế giới sẽ trở nên yên bình. Lẽ đời thường quên rằng chính mình cũng cần được đối xử tốt. Biết yêu thương thân tâm mới sống được trọn vẹn. Đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi, thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân, thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng, sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng. Đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ, mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng. Vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng,
nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lời mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tình. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ, sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Thấu hiểu giống như cây cầu, ở hai đầu cầu chính là con đường. Nếu không có cầu thì không thể đi từ đường bên này sang đường bên kia được. Cảm thông giống như cây dù, người đứng bên dưới luôn có cảm giác được che chở. Nếu vắng đi những điều đó, thế giới này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thấu hiểu giúp ta bước khỏi vùng u tối, đến với một quang cảnh mới, giống như đi qua cây cầu sẽ đến với con đường lớn. Những phiền não u ám cũng tự hóa thành bướm bay đi. Tục ngữ nói, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Khoan dung người khác cũng là cách đối xử tốt với bản thân. Vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình. Con người dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Tình cảm dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng. Bởi vì chúng ta đều có những muộn phiền, bất bình và nhiều việc không được như ý, nên đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, bất giác cảm khái, nhân tình sao mỏng manh như giấy lụa. Thật ra, mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi mọi ngày, chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi. Bao dung người khác hoàn toàn không phải là yếu đuối, mà là thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh. Chúng ta hãy cùng xây dựng cây cầu thấu hiểu, cùng bật lên cây dù cảm thông, cùng chia sẻ những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới luôn tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời. Ham muốn trỗi dậy thì tâm động. Khi tâm động, các loại phiền não tự nhiên sẽ ùn ùn kéo đến. Được, mất, vinh nhục, lấy bỏ, những thứ này nếu bạn bận lòng càng nhiều thì sự mệt mỏi càng lớn. Bằng ngược lại, có thể buông xuống bao nhiêu thì nội tâm nhẹ nhàng bấy nhiêu. Nếu biết mở lòng chia sẻ đau thương của người khác, nỗi buồn lo của mình tự nhiên sẽ nhẹ vơi. Học cách trao tặng sự ấm áp đến tha nhân sẽ nhận lại những ân tình đồng loại. Đây chính là năng lượng kỳ diệu của tình thương. Trên đời, cội nguồn của những muộn phiền đều bắt nguồn từ việc buông không đành, hiểu không thông, nhìn không thấu, rồi làm những việc vô nghĩa khi nhàn rỗi. Muốn đoạn trừ nó, nên tìm về căn nguyên nguồn cội, thực tập nếp sống vị tha và buông xả, đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận sự việc. Làm được vậy sẽ tránh được những tranh chấp muộn phiền vô nghĩa lý. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn.
không đố kỵ với kẻ khác, sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng, lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất, sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là đủ. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toàn tính. Hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, quá quan tâm đến một người sẽ tổn thương chính mình. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, tình cảm là thứ chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, có nhiều thứ chỉ có thể nắm lấy một lần, một khi buông tay là mất đi mãi mãi. Một sự việc nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ dàng thất vọng. Một tình cảm nếu trao đi quá nhiều sẽ khiến mình mỏi mệt. Một con người nếu chờ đợi quá lâu sẽ cảm thấy đớn đau. Thật ra trong cuộc sống
không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời, không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa, thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng, bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Nếu đã từng sai lầm, chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ đây hãy trân trọng người lo lắng cho mình. Hãy nghĩ đến một ngày bạn mất đi tất cả, trở thành kẻ trắng tay, thì ai có thể ở lại và nói: "Không sao, vẫn còn tôi ở đây." Ai đó là gia đình, bạn bè hay đơn giản chỉ là một người qua đường bất chợt. Đôi khi xem người khác quá quan trọng, kết quả trong mắt họ, mình lại chẳng là gì. Thông thường, người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn. Kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thố, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn? Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than, kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Một ngày chợt nhận ra, có một số người nếu không chủ động tìm, họ chẳng bao giờ hỏi đến bạn. Nhờ vậy mà hiểu hơn ai mới thật sự quan tâm đến mình. Thời gian làm không ít người rời xa ta, ai có thể ở lại đến tận sau cùng? Hãy nhớ trân trọng. Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ. Lớn lên rồi mới hiểu, buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng. Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười. Đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo. Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi. Nếu lỡ gặp phiền muộn, hãy nhớ lấy ba câu thần chú này. Đừng bận tâm, không sao đâu, rồi sẽ qua. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý
như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được, mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Ngày tháng không phải để phí phạm. Nếu bạn biểu hiện càng tầm thường, những điều tốt đẹp rời đi càng xa xôi. Cuộc sống không phải để đầu hàng. Nếu thoái thác càng nhiều thì vị trí dành cho bạn cũng sẽ càng nhỏ bé. Trước một số việc không nên hạ thấp bản thân thái quá. Cái thuộc về mình phải biết kiên tâm giữ lấy, đừng để thành của người khác rồi mới đi trách móc giành giật. Trước một số người cần thể hiện quan điểm rõ ràng, chỉ có vậy thế giới mới biết bạn cần gì mà đáp ứng. Đừng để người ta quyết định thay rồi phục tùng bị động. Nếu làm việc tốt mà gặp uất ức, hãy dặn bản thân rằng trên đời có những người biết trân trọng ơn nghĩa, dù được tặng một viên kẹo cũng ghi lòng tạc dạ. Nhưng cũng có lắm kẻ xem việc được người khác giúp đỡ là một lẽ tất nhiên, chỉ biết đòi hỏi và trách hờn khi không được thỏa mãn. Lỡ gặp phải hạng người này, hãy xem việc giúp đỡ ai đó là cơ hội để làm người tốt, tích đức cho chính mình là đủ. Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng, dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Vì bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bùng ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm, giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Bạn tức giận là vì lòng chưa đủ bao dung. Bạn phiền muộn là do tâm chưa đủ rộng lượng. Bạn lo nghĩ là bởi trí chưa đủ thông dông. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn đầu rỉ là do nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não. Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều không hề dễ dàng. Dưỡng ấm một trái tim mất rất nhiều thời gian,
nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ hẹp, đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ. Cho nên, khi gặp gỡ, hãy biết cách trân trọng. Lúc bên nhau, nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi, hãy là người lịch sự. Khi chia tay, nhất định nhớ mỉm cười. Vì biết đâu, lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình. Không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng,
thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báo đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người, mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ, kiên trì với những thiện lành hiện tại, sẽ đón một ngày mai tươi sáng, nhẹ nhàng. Làm người, chỉ số thông minh cao hay thấp, năng lực giao tiếp giỏi hay dở không quan trọng, nhưng tính cách nhất định phải có. Nói rõ hơn, bạn có thể không quá thông minh, giao tiếp không tinh tế lắm, nhưng nhất định phải có ý chí. Nếu gặp chút trắc trở đã đứng không vững, một lời ác ý cũng khiến bạn bất an. Vừa nghe ai ghét mình, liền cảm thấy chán nản là do tính cách còn quá non nớt. Hãy nhớ lấy câu nói, càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn hãy sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, vượt qua các cám dỗ đời thường, đầu tư tâm huyết vào việc cần thiết. Và hãy để tinh thần yên tĩnh để làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức, bạn sẽ nhận ra bản thân ưu tú hơn mình nghĩ rất nhiều. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu, cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào, cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận, cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hiểu, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn,
cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Thói đời thường không quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chẳng cần biết đến những đau khổ nhọc nhằn. Thứ người ta chú ý chỉ là kết quả mà bạn có thể cống hiến. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng giông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện. Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói họ cũng chẳng bận tâm đâu. Có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc. Một vài niềm đau nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẩn quẩn không thôi. Thật ra, sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi, để lại những tháng ngày bình yên cho cuộc sống. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ, có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Một hôm tôi hỏi lòng, thế nào là hạnh phúc? Lòng bảo, thân khỏe tâm an là hạnh phúc. Cơ thể khỏe mạnh rồi, làm sao để tâm được bình an? Lòng lên tiếng, tâm vướng bận quá nhiều thứ, không tự do, thì tất nhiên không cảm nhận được sự yên an. Tôi lý luận, sống ở đời sao có thể không vướng bận? Lòng thông thả, nếu tâm không làm nô lệ cho hình thức, chính là tự do. Tự do thì sẽ thông dong và tự tại. Tôi chưa hiểu, tâm vốn ở bên trong hình thức, sao có thể không bị phụ thuộc?
lòng giản giải. Tâm là nơi dung chứa mọi cảm nhận của cuộc sống. Nếu nếm phải ngọt bùi hay cay đắng cuộc đời, đều có thể mỉm cười bước qua, sẽ không bị dính mắc. Tôi lại hỏi, sao mới được nhẹ nhàng như thế? Lại nghe thấy tiếng lòng, danh lợi được mất giống như chiếc cầu bập bênh, không được thì thấy thiếu thốn, được rồi lại muốn nhiều hơn. Nếu tâm an ổn vững vàng thì đâu cần mệt mỏi chạy theo gió đông với những cơn giông xuống lên bất chợt. Tôi thắc mắc, tâm ta rộng hay thế giới lớn hơn? Lòng trả lời, trời đất bao la hay cuộc đời nhỏ bé đều do tâm cảm nhận. Ta có mặt thì vạn vật phản chiếu qua tâm cũng theo đó mà hiện ra, đẹp xấu cũng từ đây mà thành. Tôi băn khoăn, vậy chúng ta đang đi đâu trong cuộc đời này? Lòng tự tốn, đời mỗi người vốn là một cây cầu, chỉ khác nhau ở phương hướng, là bạn đang hướng ra ngoài cảnh xôn xao hay tìm về với chân tâm tĩnh lặng mà thôi. Lúc rơi xuống hố sâu cuộc đời, khi lâm vào tình huống khó khăn, đừng buồn rầu, cũng đừng nản chí. Hãy nghĩ đến một người luôn có sức mạnh tiềm ẩn, là chính mình. Trên đời không có con đường nào là bằng phẳng, mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh. Bạn nhất định phải băng qua nó và tiến thẳng về phía trước. Một chút quanh co đó không phải để khuất phục, mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường. Dù đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lời, thì khi mặt trời thức giấc, thành phố cũng vẫn người xe rộn rã. Vì thế, hãy tin tưởng khó khăn nào rồi cũng qua đi, ngày mai nào cũng sẽ là một ngày mới, chắc chắn. Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé, yếu đuối sẽ có khi cảm thấy thương tổn, đau lòng. Nhưng không phải hễ có bao nhiêu uất ức thì đều phải phơi bày lên khuôn mặt. Càng không thể hễ gặp khó khăn là phải tìm người kể khổ. Nếu mọi nỗi đau đều có thể quên đi thì chẳng ai muốn giữ mình thanh thản. Nếu mọi vết thương đều có thể liền sẹo thì cần chi những cấm kỵ trên đời. Hãy nhớ rằng bạn cũng là một người bình thường. Lúc cơ thể mỏi mệt cần phải biết nghỉ ngơi, khi trong lòng bị tổn thương cần phải được điều trị. Mọi việc chỉ cần bản thân đã cố gắng hết lòng thì kết quả thế nào cũng không cần hối hận. Bởi trên đời có rất nhiều việc không phải mình muốn là được, không nên làm khó bản thân. Cuộc sống chỉ có một con đường chúng ta không thể lựa chọn, là đầu hàng. Có một lối đi không thể từ chối, là trưởng thành. Bước qua một trắc trở sẽ có thêm một kinh nghiệm, khắc phục được khó khăn giúp ta thêm kiên cường. Cuộc đời nếu có thể bớt chút so sánh, bớt chút toan tính, bớt chút oán hận, bao dung nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, thì mỗi ngày đều là một ngày mới và thế giới sẽ trở nên yên bình. Lẽ đời thường quên rằng chính mình cũng cần được đối xử tốt. Biết yêu thương thân tâm mới sống được trọn vẹn. Đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi, thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì
và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân, thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng, sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ, mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng, vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tình. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ, sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Thấu hiểu giống như cây cầu, ở hai đầu cầu chính là con đường. Nếu không có cầu thì không thể đi từ đường bên này sang đường bên kia được. Cảm thông giống như cây dù, người đứng bên dưới luôn có cảm giác được che chở. Nếu vắng đi những điều đó, thế giới này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thấu hiểu giúp ta bước khỏi vùng u tối, đến với một quang cảnh mới, giống như đi qua cây cầu sẽ đến với con đường lớn. Những phiền não u ám cũng tự hóa thành bướm bay đi. Tục ngữ nói, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Khoan dung người khác cũng là cách đối xử tốt với bản thân. Vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình. Con người dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Tình cảm dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng. Bởi vì chúng ta đều có những muộn phiền, bất bình và nhiều việc không được như ý, nên đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, bất giác cảm khái: nhân tình sao mỏng manh như giấy lụa,
Thật ra, mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi mọi ngày, chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi. Bao dung người khác hoàn toàn không phải là yếu đuối, mà là thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh. Chúng ta hãy cùng xây dựng cây cầu thấu hiểu, cùng bật lên cây dù cảm thông, cùng chia sẻ những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới luôn tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời. Ham muốn trỗi dậy thì tâm đồng. Khi tâm đồng, các loại phiền não tự nhiên sẽ ùn ùn kéo đến. Được, mất, vinh nhục, lấy bỏ. Những thứ này nếu bạn bận lòng càng nhiều thì sự mệt mỏi càng lớn. Bằng ngược lại, có thể buông xuống bao nhiêu thì nội tâm nhẹ nhàng bấy nhiêu. Nếu biết mở lòng chia sẻ đau thương của người khác, nỗi buồn lo của mình tự nhiên sẽ nhẹ vơi. Học cách trao tặng sự ấm áp đến tha nhân sẽ nhận lại những ân tình đồng loại. Đây chính là năng lượng kỳ diệu của tình thương. Trên đời, cội nguồn của những muộn phiền đều bắt nguồn từ việc buông không đành, hiểu không thông, nhìn không thấu, rồi làm những việc vô nghĩa khi nhàn rỗi. Muốn đoạn trừ nó, nên tìm về căn nguyên nguồn cội, thực tập nếp sống vị tha và buông xả, đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận sự việc. Làm được vậy sẽ tránh được những tranh chấp muộn phiền vô nghĩa lý. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn. Không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng. Lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là đủ. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt.
sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toàn tính. Hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, quá quan tâm đến một người sẽ tổn thương chính mình. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, tình cảm là thứ chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, có nhiều thứ chỉ có thể nắm lấy một lần, một khi buông tay là mất đi mãi mãi. Một sự việc nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ dàng thất vọng. Một tình cảm nếu trao đi quá nhiều sẽ khiến mình mỏi mệt. Một con người nếu chờ đợi quá lâu sẽ cảm thấy đớn đau. Thật ra trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng, bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Nếu đã từng sai lầm, chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ đây hãy trân trọng người lo lắng cho mình. Hãy nghĩ đến một ngày bạn mất đi tất cả, trở thành kẻ trắng tay, thì ai có thể ở lại và nói: "Không sao, vẫn còn tôi ở đây." Ai đó là gia đình, bạn bè hay đơn giản chỉ là một người qua đường bất chợt. Đôi khi xem người khác quá quan trọng, kết quả trong mắt họ, mình lại chẳng là gì. Thông thường, người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn. Kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn. Làm công việc cần làm, mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thố, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn. Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than kể lể.
Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Một ngày chợt nhận ra, có một số người nếu không chủ động tìm, họ chẳng bao giờ hỏi đến bạn. Nhờ vậy mà hiểu hơn, ai mới thật sự quan tâm đến mình. Thời gian làm không ít người rời xa ta, ai có thể ở lại đến tận sau cùng? Hãy nhớ trân trọng. Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ, lớn lên rồi mới hiểu, buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng. Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười, đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo. Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi. Nếu lỡ gặp phiền muộn, hãy nhớ lấy ba câu thần chú này. Đừng bận tâm, không sao đâu, rồi sẽ qua. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Ngày tháng không phải để phí phạm. Nếu bạn biểu hiện càng tầm thường, những điều tốt đẹp rời đi càng xa xôi. Cuộc sống không phải để đầu hàng. Nếu thoái thác càng nhiều thì vị trí dành cho bạn cũng sẽ càng nhỏ bé. Trước một số việc không nên hạ thấp bản thân thái quá. Cái thuộc về mình phải biết kiên tâm giữ lấy, đừng để thành của người khác rồi mới đi trách móc, giành giật. Trước một số người cần thể hiện quan điểm rõ ràng, chỉ có vậy thế giới mới biết bạn cần gì mà đáp ứng. Đừng để người ta quyết định thay rồi phục tùng bị động. Nếu làm việc tốt mà gặp uất ức, hãy dặn bản thân rằng trên đời có những người biết trân trọng ơn nghĩa. Dù được tặng một viên kẹo cũng ghi lòng tạc dạ. Nhưng cũng có lắm kẻ xem việc được người khác giúp đỡ là một lẽ tất nhiên, chỉ biết đòi hỏi và trách hờn khi không được thỏa mãn. Lỡ gặp phải hại người này, hãy xem việc giúp đỡ ai đó là cơ hội để làm người tốt, tích đức cho chính mình là đủ. Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng, dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận.
vị. Bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bồn ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Bạn tức giận là vì lòng chưa đủ bao dung. Bạn phiền muộn là do tâm chưa đủ rộng lượng. Bạn lo nghĩ là bởi trí chưa đủ thông dòng. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn đầu rỉ là do nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não. Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều không hề dễ dàng. Dưỡng ấm một trái tim mất rất nhiều thời gian, nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ hẹp, đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ. Cho nên, khi gặp gỡ, hãy biết cách trân trọng. Lúc bên nhau, nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi, hãy là người lịch sự. Khi chia tay, nhất định nhớ mỉm cười. Vì biết đâu, lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình. Không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối
không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báu đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ kiên trì với những thiện lành hiện tại, sẽ đón một ngày mai tươi sáng nhẹ nhàng. Làm người, chỉ số thông minh cao hay thấp, năng lực giao tiếp giỏi hay dở không quan trọng, nhưng tính cách nhất định phải có. Nói rõ hơn, bạn có thể không quá thông minh, giao tiếp không tinh tế lắm, nhưng nhất định phải có ý chí. Nếu gặp chút trắc trở đã đứng không vững, một lời ác ý cũng khiến bạn bất an. Vừa nghe ai ghét mình liền cảm thấy chán nản là do tính cách còn quá non nớt. Hãy nhớ lấy câu nói, càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn hãy sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, vượt qua các cám dỗ đời thường, đầu tư tâm huyết vào việc cần thiết. Và hãy để tinh thần yên tĩnh để làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức, bạn sẽ nhận ra bản thân ưu tú hơn mình nghĩ rất nhiều. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu, cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào, cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận, cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng cục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân.
dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực, rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hiểu, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn, cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Thói đời thường không quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chẳng cần biết đến những đau khổ nhọc nhằn. Thứ người ta chú ý chỉ là kết quả mà bạn có thể cống hiến. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng giông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện. Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói họ cũng chẳng bận tâm đâu. Có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc. Một vài niềm đau nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẩn quẩn không thôi. Thật ra, sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi, để lại những tháng ngày bình yên cho cuộc sống. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên
đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Một hôm tôi hỏi lòng: thế nào là hạnh phúc? Lòng bảo: thân khỏe tâm an là hạnh phúc. Cơ thể khỏe mạnh rồi, làm sao để tâm được bình an? Lòng lên tiếng: tâm vướng bận quá nhiều thứ, không tự do thì tất nhiên không cảm nhận được sự yên an. Tôi lý luận: sống ở đời sao có thể không vướng bận? Lòng thông thả: nếu tâm không làm nô lệ cho hình thức, chính là tự do. Tự do thì sẽ thông dong và tự tại. Tôi chưa hiểu, tâm vốn ở bên trong hình thức, sao có thể không bị phụ thuộc? Lòng giảng giải: tâm là nơi dung chứa mọi cảm nhận của cuộc sống. Nếu nếm phải ngọt bùi hay cay đắng cuộc đời, đều có thể mỉm cười bước qua, sẽ không bị dính mắc. Tôi lại hỏi: sao mới được nhẹ nhàng như thế? Lại nghe thấy tiếng lòng: danh lợi được mất giống như chiếc cầu bập bênh, không được thì thấy thiếu thốn, được rồi lại muốn nhiều hơn. Nếu tâm an ổn vững vàng thì đâu cần mệt mỏi chạy theo gió đông với những cơn giông xuống lên bất chợt. Tôi thắc mắc: tâm ta rộng hay thế giới lớn hơn? Lòng trả lời: trời đất bao la hay cuộc đời nhỏ bé đều do tâm cảm nhận. Ta có mặt thì vạn vật phản chiếu qua tâm cũng theo đó mà hiện ra, đẹp xấu cũng từ đây mà thành. Tôi băn khoăn: vậy chúng ta đang đi đâu trong cuộc đời này? Lòng tự tốn: đời mỗi người vốn là một cây cầu, chỉ khác nhau ở phương hướng, là bạn đang hướng ra ngoài cảnh xôn xao hay tìm về với chân tâm tĩnh lặng mà thôi. Lúc rơi xuống hố sâu cuộc đời, khi lâm vào tình huống khó khăn, đừng buồn rầu, cũng đừng nản chí. Hãy nghĩ đến một người luôn có sức mạnh tiềm ẩn, là chính mình. Trên đời không có con đường nào là bằng phẳng, mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh. Bạn nhất định phải băng qua nó và tiến thẳng về phía trước. Một chút quanh co đó không phải để khuất phục, mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường. Dù đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lời, thì khi mặt trời thức giấc, thành phố cũng vẫn người xe rộn rã. Vì thế hãy tin tưởng, khó khăn nào rồi cũng qua đi, ngày mai nào cũng sẽ là một ngày mới, chắc chắn. Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé, yếu đuối sẽ có khi cảm thấy thương tổn, đau lòng. Nhưng không phải hễ có bao nhiêu uất ức thì đều phải phơi bày lên khuôn mặt. Càng không thể hễ gặp khó khăn là phải tìm người kể khổ. Nếu mọi nỗi đau đều có thể quên đi thì chẳng ai muốn giữ mình thanh thản. Nếu mọi vết thương đều có thể liền sẹo thì cần chi những cấm kỵ trên đời. Hãy nhớ rằng bạn cũng là một người bình thường,
lúc cơ thể mỏi mệt cần phải biết nghỉ ngơi, khi trong lòng bị tổn thương cần phải được điều trị. Mọi việc chỉ cần bản thân đã cố gắng hết lòng thì kết quả thế nào cũng không cần hối hận, bởi trên đời có rất nhiều việc không phải mình muốn là được, không nên làm khó bản thân. Cuộc sống chỉ có một con đường chúng ta không thể lựa chọn là đầu hàng, có một lối đi không thể từ chối là trưởng thành. Bước qua một trắc trở sẽ có thêm một kinh nghiệm, khắc phục được khó khăn giúp ta thêm kiên cường. Cuộc đời nếu có thể bớt chút so sánh, bớt chút toan tính, bớt chút oán hận, bao dung nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, thì mỗi ngày đều là một ngày mới và thế giới sẽ trở nên yên bình. Lẽ đời thường quên rằng chính mình cũng cần được đối xử tốt. Biết yêu thương thân tâm mới sống được trọn vẹn. Đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi, thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân, thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng, sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ, mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng, vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tình. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời,
Nên nhớ, sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Thấu hiểu giống như cây cầu, ở hai đầu cầu chính là con đường. Nếu không có cầu thì không thể đi từ đường bên này sang đường bên kia được. Cảm thông giống như cây dù, người đứng bên dưới luôn có cảm giác được che chở. Nếu vắng đi những điều đó, thế giới này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thấu hiểu giúp ta bước khỏi vùng u tối, đến với một quang cảnh mới, giống như đi qua cây cầu sẽ đến với con đường lớn. Những phiền não u ám cũng tự hóa thành bướm bay đi. Tục ngữ nói, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Khoan dung người khác cũng là cách đối xử tốt với bản thân. Vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình. Con người dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Tình cảm dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng. Bởi vì chúng ta đều có những muộn phiền, bất bình và nhiều việc không được như ý, nên đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, bất giác cảm khái, nhân tình sao mỏng manh như giấy lụa. Thật ra, mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi mọi ngày, chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi. Bao dung người khác hoàn toàn không phải là yếu đuối, mà là thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh. Chúng ta hãy cùng xây dựng cây cầu thấu hiểu, cùng bật lên cây dù cảm thông, cùng chia sẻ những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới luôn tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời. Ham muốn trỗi dậy thì tâm đồng. Khi tâm đồng, các loại phiền não tự nhiên sẽ ùn ùn kéo đến. Được, mất, vinh nhục, lấy bỏ, những thứ này nếu bạn bận lòng càng nhiều thì sự mệt mỏi càng lớn. Bằng ngược lại, có thể buông xuống bao nhiêu thì nội tâm nhẹ nhàng bấy nhiêu. Nếu biết mở lòng chia sẻ đau thương của người khác, nỗi buồn lo của mình tự nhiên sẽ nhẹ vơi. Học cách trao tặng sự ấm áp đến tha nhân sẽ nhận lại những ân tình đồng loại. Đây chính là năng lượng kỳ diệu của tình thương. Trên đời, cội nguồn của những muộn phiền đều bắt nguồn từ việc buông không đành, hiểu không thông, nhìn không thấu, rồi làm những việc vô nghĩa khi nhàn rỗi. Muốn đoạn trừ nó, nên tìm về căn nguyên nguồn cội, thực tập nếp sống vị tha và buông xả, đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận sự việc. Làm được vậy sẽ tránh được những tranh chấp muộn phiền vô nghĩa lý. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn. Không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng. Lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng.
Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào, cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là đủ. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Hãy thực tập, cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toàn tính. Hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, quá quan tâm đến một người sẽ tổn thương chính mình. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, tình cảm là thứ chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, có nhiều thứ chỉ có thể nắm lấy một lần, một khi buông tay là mất đi mãi mãi. Một sự việc nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ dàng thất vọng. Một tình cảm nếu trao đi quá nhiều sẽ khiến mình mỏi mệt. Một con người nếu chờ đợi quá lâu sẽ cảm thấy đớn đau. Thật ra trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng. Bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Nếu đã từng sai lầm, chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ đây hãy trân trọng người lo lắng cho mình. Hãy nghĩ đến một ngày bạn mất đi tất cả, trở thành kẻ trắng tay, thì ai có thể ở lại và nói: "Không sao, vẫn còn tôi ở đây." Ai đó là gia đình, bạn bè hay đơn giản chỉ là một người qua đường bất chợt. Đôi khi
xem người khác quá quan trọng, kết quả trong mắt họ, mình lại chẳng là gì. Thông thường, người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn. Kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thố, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn? Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than, kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Một ngày chợt nhận ra, có một số người nếu không chủ động tìm, họ chẳng bao giờ hỏi đến bạn. Nhờ vậy mà hiểu hơn, ai mới thật sự quan tâm đến mình. Thời gian làm không ít người rời xa ta, ai có thể ở lại đến tận sau cùng? Hãy nhớ trân trọng. Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ, lớn lên rồi mới hiểu, buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng. Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười, đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo. Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi. Nếu lỡ gặp phiền muộn, hãy nhớ lấy ba câu thần chú này. Đừng bận tâm, không sao đâu, rồi sẽ qua. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăng tăng. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Ngày tháng không phải để phí phạm. Nếu bạn biểu hiện càng tầm thường, những điều tốt đẹp rời đi
càng xa xôi. Cuộc sống không phải để đầu hàng. Nếu thoái thác càng nhiều thì vị trí dành cho bạn cũng sẽ càng nhỏ bé. Trước một số việc, không nên hạ thấp bản thân thái quá. Cái thuộc về mình phải biết kiên tâm giữ lấy, đừng để thành của người khác rồi mới đi trách móc, giành giật. Trước một số người cần thể hiện quan điểm rõ ràng. Chỉ có vậy, thế giới mới biết bạn cần gì mà đáp ứng. Đừng để người ta quyết định thay, rồi phục tùng, bị động. Nếu làm việc tốt mà gặp uất ức, hãy dặn bản thân rằng trên đời có những người biết trân trọng ơn nghĩa, dù được tặng một viên kẹo cũng ghi lòng tạc dạ. Nhưng cũng có lắm kẻ xem việc được người khác giúp đỡ là một lễ tất nhiên, chỉ biết đòi hỏi và trách hờn khi không được thỏa mãn. Lỡ gặp phải hạng người này, hãy xem việc giúp đỡ ai đó là cơ hội để làm người tốt, tích đức cho chính mình là đủ. Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng, dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Vì bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bùng ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm, giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Bạn tức giận là vì lòng chưa đủ bao dung. Bạn phiền muộn là do tâm chưa đủ rộng lượng. Bạn lo nghĩ là bởi trí chưa đủ thông dông. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn đầu rỉ là do nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não. Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều không hề dễ dàng. Dưỡng ấm một trái tim mất rất nhiều thời gian, nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ hẹp, đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ.
Cho nên khi gặp gỡ hãy biết cách trân trọng, lúc bên nhau nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi hãy là người lịch sự, khi chia tay nhất định nhớ mỉm cười, vì biết đâu lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình, không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báu đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người, mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả,
sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ kiên trì với những thiện lành hiện tại sẽ đón một ngày mai tươi sáng nhẹ nhàng. Làm người, chỉ số thông minh cao hay thấp, năng lực giao tiếp giỏi hay dở không quan trọng, nhưng tính cách nhất định phải có. Nói rõ hơn, bạn có thể không quá thông minh, giao tiếp không tinh tế lắm, nhưng nhất định phải có ý chí. Nếu gặp chút trắc trở đã đứng không vững, một lời ác ý cũng khiến bạn bất an. Vừa nghe ai ghét mình liền cảm thấy chán nản là do tính cách còn quá non nớt. Hãy nhớ lấy câu nói, càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn hãy sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, vượt qua các cám dỗ đời thường, đầu tư tâm huyết vào việc cần thiết. Và hãy để tinh thần yên tĩnh để làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức, bạn sẽ nhận ra bản thân ưu tú hơn mình nghĩ rất nhiều. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu, cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận, cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hữu, chưa từng trải qua dông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn, cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Thói đời thường không quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chẳng cần biết đến những đau khổ nhọc nhằn. Thứ người ta chú ý chỉ là kết quả mà bạn có thể cống hiến. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng giông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện. Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói họ cũng chẳng bận tâm đâu.
có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc. Một vài niềm đau nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẩn quẩn không thôi. Thật ra, sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi, để lại những tháng ngày bình yên cho cuộc sống. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ, có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Một hôm tôi hỏi lòng, thế nào là hạnh phúc? Lòng bảo, thân khỏe tâm an là hạnh phúc. Cơ thể khỏe mạnh rồi, làm sao để tâm được bình an? Lòng lên tiếng, tâm vướng bận quá nhiều thứ, không tự do, thì tất nhiên không cảm nhận được sự yên an. Tôi lý luận, sống ở đời sao có thể không vướng bận? Lòng thông thả, nếu tâm không làm nô lệ cho hình thức, chính là tự do. Tự do thì sẽ thông dong và tự tại. Tôi chưa hiểu, tâm vốn ở bên trong hình thức, sao có thể không bị phụ thuộc? Lòng giảng giải, tâm là nơi dung chứa mọi cảm nhận của cuộc sống. Nếu nếm phải ngọt bùi hay cay đắng cuộc đời, đều có thể mỉm cười bước qua, sẽ không bị dính mắc. Tôi lại hỏi, sao mới được nhẹ nhàng như thế? Lại nghe thấy tiếng lòng, danh lợi được mất giống như chiếc cầu bập bênh, không được thì thấy thiếu thốn, được rồi lại muốn nhiều hơn. Nếu tâm an ổn vững vàng thì đâu cần mệt mỏi chạy theo gió đông với những cơn giông xuống lên bất chợt. Tôi thắc mắc, tâm ta rộng hay thế giới lớn hơn? Lòng trả lời, trời đất bao la hay cuộc đời nhỏ bé đều do tâm cảm nhận. Ta có mặt thì vạn vật phản chiếu qua tâm cũng theo đó mà hiện ra, đẹp xấu cũng từ đây mà thành.
tôi băn khoăn. Vậy chúng ta đang đi đâu trong cuộc đời này? Lòng tự tốn. Đời mỗi người vốn là một cây cầu, chỉ khác nhau ở phương hướng, là bạn đang hướng ra ngoài cảnh xôn xao hay tìm về với chân tâm tĩnh lặng mà thôi. Lúc rơi xuống hố sâu cuộc đời, khi lâm vào tình huống khó khăn, đừng buồn rầu, cũng đừng nản chí. Hãy nghĩ đến một người luôn có sức mạnh tiềm ẩn, là chính mình. Trên đời không có con đường nào là bằng phẳng, mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh. Bạn nhất định phải băng qua nó và tiến thẳng về phía trước. Một chút quanh co đó không phải để khuất phục, mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường. Dù đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lời, thì khi mặt trời thức giấc, thành phố cũng vẫn người xe rộn rã. Vì thế, hãy tin tưởng khó khăn nào rồi cũng qua đi, ngày mai nào cũng sẽ là một ngày mới, chắc chắn. Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé, yếu đuối sẽ có khi cảm thấy thương tổn, đau lòng. Nhưng không phải hễ có bao nhiêu uất ức thì đều phải phơi bày lên khuôn mặt. Càng không thể hễ gặp khó khăn là phải tìm người kể khổ. Nếu mọi nỗi đau đều có thể quên đi thì chẳng ai muốn giữ mình thanh thản. Nếu mọi vết thương đều có thể liền sẹo thì cần chi những cấm kỵ trên đời. Hãy nhớ rằng bạn cũng là một người bình thường. Lúc cơ thể mỏi mệt cần phải biết nghỉ ngơi. Khi trong lòng bị tổn thương cần phải được điều trị. Mọi việc chỉ cần bản thân đã cố gắng hết lòng thì kết quả thế nào cũng không cần hối hận. Bởi trên đời có rất nhiều việc không phải mình muốn là được, không nên làm khó bản thân. Cuộc sống chỉ có một con đường chúng ta không thể lựa chọn là đầu hàng. Có một lối đi không thể từ chối là trưởng thành. Bước qua một trắc trở sẽ có thêm một kinh nghiệm. Khắc phục được khó khăn giúp ta thêm kiên cường. Cuộc đời nếu có thể bớt chút so sánh, bớt chút toan tính, bớt chút oán hận, bao dung nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, thì mỗi ngày đều là một ngày mới và thế giới sẽ trở nên yên bình. Lẽ đời thường quên rằng chính mình cũng cần được đối xử tốt. Biết yêu thương thân tâm mới sống được trọn vẹn. Đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi, thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân, thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng, sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng. Đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ,
mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng, vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tình. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ, sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Thấu hiểu giống như cây cầu, ở hai đầu cầu chính là con đường. Nếu không có cầu thì không thể đi từ đường bên này sang đường bên kia được. Cảm thông giống như cây dù, người đứng bên dưới luôn có cảm giác được che chở. Nếu vắng đi những điều đó, thế giới này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thấu hiểu giúp ta bước khỏi vùng u tối, đến với một quang cảnh mới, giống như đi qua cây cầu sẽ đến với con đường lớn. Những phiền não u ám cũng tự hóa thành bướm bay đi. Tục ngữ nói, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Khoan dung người khác cũng là cách đối xử tốt với bản thân. Vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình. Con người dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Tình cảm dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng. Bởi vì chúng ta đều có những muộn phiền, bất bình và nhiều việc không được như ý, nên đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, bất giác cảm khái, nhân tình sao mỏng manh như giấy lụa. Thật ra, mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi mọi ngày, chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi. Bao dung người khác hoàn toàn không phải là yếu đuối, mà là thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh. Chúng ta hãy cùng xây dựng cây cầu thấu hiểu, cùng bật lên cây dù cảm thông, cùng chia sẻ những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới luôn tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời. Ham muốn trỗi dậy thì tâm động. Khi tâm động, các loại phiền não tự nhiên sẽ ùn ùn kéo đến. Được, mất, vinh nhục, lấy bỏ, những thứ này nếu bạn bận lòng càng nhiều thì sự mệt mỏi càng lớn. Bằng ngược lại, có thể buông xuống bao nhiêu thì nội tâm nhẹ nhàng bấy nhiêu.
Nếu biết mở lòng chia sẻ đau thương của người khác, nỗi buồn lo của mình tự nhiên sẽ nhẹ vơi. Học cách trao tặng sự ấm áp đến tha nhân sẽ nhận lại những ân tình đồng loại. Đây chính là năng lượng kỳ diệu của tình thương. Trên đời, cội nguồn của những muộn phiền đều bắt nguồn từ việc buông không đành, hiểu không thông, nhìn không thấu, rồi làm những việc vô nghĩa khi nhàn rỗi. Muốn đoạn trừ nó, nên tìm về căn nguyên nguồn cội, thực tập nếp sống vị tha và buông xả, đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận sự việc. Làm được vậy sẽ tránh được những tranh chấp muộn phiền vô nghĩa lý. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn. Không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng. Lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là đủ. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toàn tính. Hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể.
dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, quá quan tâm đến một người sẽ tổn thương chính mình. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, tình cảm là thứ chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, có nhiều thứ chỉ có thể nắm lấy một lần, một khi buông tay là mất đi mãi mãi. Một sự việc nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ dàng thất vọng. Một tình cảm nếu trao đi quá nhiều sẽ khiến mình mỏi mệt. Một con người nếu chờ đợi quá lâu sẽ cảm thấy đớn đau. Thật ra trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng, bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Nếu đã từng sai lầm, chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ đây hãy trân trọng người lo lắng cho mình. Hãy nghĩ đến một ngày bạn mất đi tất cả, trở thành kẻ trắng tay, thì ai có thể ở lại và nói: "Không sao, vẫn còn tôi ở đây." Ai đó là gia đình, bạn bè hay đơn giản chỉ là một người qua đường bất chợt. Đôi khi xem người khác quá quan trọng, kết quả trong mắt họ, mình lại chẳng là gì. Thông thường, người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn. Kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thố, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn. Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Một ngày chợt nhận ra, có một số người nếu không chủ động tìm, họ chẳng bao giờ hỏi đến bạn. Nhờ vậy mà hiểu hơn ai mới thật sự quan tâm đến mình. Thời gian làm không ít người rời xa ta, ai có thể ở lại đến tận sau cùng? Hãy nhớ trân trọng. Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ, lớn lên rồi mới hiểu
buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng. Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười, đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo. Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi. Nếu lỡ gặp phiền muộn, hãy nhớ lấy ba câu thần chú này. Đừng bận tâm, không sao đâu, rồi sẽ qua. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Ngày tháng không phải để phí phạm. Nếu bạn biểu hiện càng tầm thường, những điều tốt đẹp rời đi càng xa xôi. Cuộc sống không phải để đầu hàng. Nếu thoái thác càng nhiều thì vị trí dành cho bạn cũng sẽ càng nhỏ bé. Trước một số việc không nên hạ thấp bản thân thái quá. Cái thuộc về mình phải biết kiên tâm giữ lấy, đừng để thành của người khác rồi mới đi trách móc, giành giật. Trước một số người cần thể hiện quan điểm rõ ràng. Chỉ có vậy thế giới mới biết bạn cần gì mà đáp ứng. Đừng để người ta quyết định thay rồi phục tùng, bị động. Nếu làm việc tốt mà gặp uất ức, hãy dặn bản thân rằng trên đời có những người biết trân trọng ơn nghĩa, dù được tặng một viên kẹo cũng ghi lòng tạc dạ. Nhưng cũng có lắm kẻ xem việc được người khác giúp đỡ là một lẽ tất nhiên, chỉ biết đòi hỏi và trách hờn khi không được thỏa mãn. Lỡ gặp phải hạng người này, hãy xem việc giúp đỡ ai đó là cơ hội để làm người tốt, tích đức cho chính mình là đủ. Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng, dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Vì bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bùng ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Bạn tức giận là vì lòng chưa đủ bao dung.
Bạn phiền muộn là do tâm chưa đủ rộng lượng. Bạn lo nghĩ là bởi trí chưa đủ thông dong. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn đầu rỉ là do nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não. Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều không hề dễ dàng. Dưỡng ấm một trái tim mất rất nhiều thời gian, nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ hẹp, đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ. Cho nên, khi gặp gỡ, hãy biết cách trân trọng. Lúc bên nhau, nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi, hãy là người lịch sự. Khi chia tay, nhất định nhớ mỉm cười. Vì biết đâu, lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình, không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược
hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc, có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báu đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ kiên trì với những thiện lành hiện tại, sẽ đón một ngày mai tươi sáng nhẹ nhàng. Làm người, chỉ số thông minh cao hay thấp, năng lực giao tiếp giỏi hay dở không quan trọng, nhưng tính cách nhất định phải có. Nói rõ hơn, bạn có thể không quá thông minh, giao tiếp không tinh tế lắm, nhưng nhất định phải có ý chí. Nếu gặp chút trắc trở đã đứng không vững, một lời ác ý cũng khiến bạn bất an. Vừa nghe ai ghét mình liền cảm thấy chán nản là do tính cách còn quá non nớt. Hãy nhớ lấy câu nói, càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn hãy sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, vượt qua các cám dỗ đời thường, đầu tư tâm huyết vào việc cần thiết. Và hãy để tinh thần yên tĩnh để làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức, bạn sẽ nhận ra bản thân ưu tú hơn mình nghĩ rất nhiều. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu, cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực, rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hiểu, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây.
sinh mạng dù khiêm tốn nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Thói đời thường không quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chẳng cần biết đến những đau khổ nhọc nhằn. Thứ người ta chú ý chỉ là kết quả mà bạn có thể cống hiến. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng giông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện. Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói họ cũng chẳng bận tâm đâu. Có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc. Một vài niềm đau nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẩn quẩn không thôi. Thật ra, sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi, để lại những tháng ngày bình yên cho cuộc sống. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác
không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Một hôm tôi hỏi lòng, thế nào là hạnh phúc? Lòng bảo, thân khỏe tâm an là hạnh phúc. Cơ thể khỏe mạnh rồi, làm sao để tâm được bình an? Lòng lên tiếng, tâm vướng bận quá nhiều thứ, không tự do, thì tất nhiên không cảm nhận được sự yên an. Tôi lý luận, sống ở đời sao có thể không vướng bận? Lòng thông thả, nếu tâm không làm nô lệ cho hình thức, chính là tự do. Tự do thì sẽ thông dong và tự tại. Tôi chưa hiểu, tâm vốn ở bên trong hình thức, sao có thể không bị phụ thuộc? Lòng giảng giải, tâm là nơi dung chứa mọi cảm nhận của cuộc sống. Nếu nếm phải ngọt bùi hay cay đắng cuộc đời, đều có thể mỉm cười bước qua, sẽ không bị dính mắc. Tôi lại hỏi, sao mới được nhẹ nhàng như thế? Lại nghe thấy tiếng lòng, danh lợi được mất giống như chiếc cầu bập bênh, không được thì thấy thiếu thốn, được rồi lại muốn nhiều hơn. Nếu tâm an ổn vững vàng thì đâu cần mệt mỏi chạy theo gió đông với những cơn giông xuống lên bất chợt. Tôi thắc mắc, tâm ta rộng hay thế giới lớn hơn? Lòng trả lời, trời đất bao la hay cuộc đời nhỏ bé đều do tâm cảm nhận. Ta có mặt thì vạn vật phản chiếu qua tâm cũng theo đó mà hiện ra, đẹp xấu cũng từ đây mà thành. Tôi băn khoăn, vậy chúng ta đang đi đâu trong cuộc đời này? Lòng tự tốn, đời mỗi người vốn là một cây cầu, chỉ khác nhau ở phương hướng, là bạn đang hướng ra ngoài cảnh xôn xao hay tìm về với chân tâm tĩnh lặng mà thôi. Lúc rơi xuống hố sâu cuộc đời, khi lâm vào tình huống khó khăn, đừng buồn rầu, cũng đừng nản chí. Hãy nghĩ đến một người luôn có sức mạnh tiềm ẩn, là chính mình. Trên đời không có con đường nào là bằng phẳng, mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh. Bạn nhất định phải băng qua nó và tiến thẳng về phía trước. Một chút quanh co đó không phải để khuất phục, mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường. Dù đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lời, thì khi mặt trời thức giấc, thành phố cũng vẫn người xe rộn rã. Vì thế, hãy tin tưởng khó khăn nào rồi cũng qua đi, ngày mai nào cũng sẽ là một ngày mới, chắc chắn. Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé, yếu đuối sẽ có khi cảm thấy thương tổn, đau lòng. Nhưng không phải hễ có bao nhiêu uất ức thì đều phải phơi bày lên khuôn mặt. Càng không thể hễ gặp khó khăn là phải tìm người kể khổ. Nếu mọi nỗi đau đều có thể quên đi thì chẳng ai muốn giữ mình thanh thản. Nếu mọi vết thương đều có thể liền sẹo thì cần chi những cấm kỵ trên đời. Hãy nhớ rằng bạn cũng là một người bình thường. Lúc cơ thể mỏi mệt cần phải biết nghỉ ngơi. Khi trong lòng bị tổn thương cần phải được điều trị. Mọi việc chỉ cần bản thân đã cố gắng hết lòng thì kết quả thế nào cũng không cần hối hận. Bởi trên đời có rất nhiều việc không phải mình muốn là được, không nên làm khó bản thân. Cuộc sống chỉ có một con đường chúng ta không thể lựa chọn, là đầu hàng. Có một lối đi không thể từ chối, là trưởng thành. Bước qua một trắc trở sẽ có thêm một kinh nghiệm. Khắc phục được khó khăn giúp ta thêm kiên cường. Cuộc đời nếu có thể bớt chút so sánh, bớt chút toan tính, bớt chút oán hận, bao dung nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, thì mỗi ngày đều là một ngày mới, và thế giới sẽ trở nên yên bình. Lẽ đời thường quên rằng
chính mình cũng cần được đối xử tốt. Biết yêu thương thân tâm mới sống được trọn vẹn. Đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi, thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân. Thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng, sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ, mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng. Vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tình. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ, sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Thấu hiểu giống như cây cầu, ở hai đầu cầu chính là con đường. Nếu không có cầu thì không thể đi từ đường bên này sang đường bên kia được. Cảm thông giống như cây dù, người đứng bên dưới luôn có cảm giác được che chở. Nếu vắng đi những điều đó, thế giới này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thấu hiểu giúp ta bước khỏi vùng u tối, đến với một quang cảnh mới, giống như đi qua cây cầu sẽ đến với con đường lớn. Những phiền não u ám cũng tự hóa thành bướm bay đi. Tục ngữ nói, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Khoan dung người khác
cũng là cách đối xử tốt với bản thân. Vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình. Con người dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Tình cảm dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng. Bởi vì chúng ta đều có những muộn phiền, bất bình và nhiều việc không được như ý, nên đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, bất giác cảm khái: nhân tình sao mỏng manh như giấy lụa. Thật ra mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi mọi ngày, chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi. Bao dung người khác hoàn toàn không phải là yếu đuối, mà là thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh. Chúng ta hãy cùng xây dựng cây cầu thấu hiểu, cùng bật lên cây dù cảm thông, cùng chia sẻ những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới luôn tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời. Ham muốn trỗi dậy thì tâm động. Khi tâm động, các loại phiền não tự nhiên sẽ ùn ùn kéo đến. Được, mất, vinh nhục, lấy bỏ, những thứ này nếu bạn bận lòng càng nhiều thì sự mệt mỏi càng lớn. Bằng ngược lại, có thể buông xuống bao nhiêu thì nội tâm nhẹ nhàng bấy nhiêu. Nếu biết mở lòng chia sẻ đau thương của người khác, nỗi buồn lo của mình tự nhiên sẽ nhẹ vơi. Học cách trao tặng sự ấm áp đến tha nhân sẽ nhận lại những ân tình đồng loại. Đây chính là năng lượng kỳ diệu của tình thương. Trên đời, cội nguồn của những muộn phiền đều bắt nguồn từ việc buông không đành, hiểu không thông, nhìn không thấu, rồi làm những việc vô nghĩa khi nhàn rỗi. Muốn đoạn trừ nó, nên tìm về căn nguyên nguồn cội, thực tập nếp sống vị tha và buông xả, đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận sự việc. Làm được vậy sẽ tránh được những tranh chấp muộn phiền vô nghĩa lý. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn. Không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng, lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là đủ. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham,
những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toàn tính. Hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, quá quan tâm đến một người sẽ tổn thương chính mình. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, tình cảm là thứ chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, có nhiều thứ chỉ có thể nắm lấy một lần, một khi buông tay là mất đi mãi mãi. Một sự việc nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ dàng thất vọng. Một tình cảm nếu trao đi quá nhiều sẽ khiến mình mỏi mệt. Một con người nếu chờ đợi quá lâu sẽ cảm thấy đớn đau. Thật ra trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa, thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng. Bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Nếu đã từng sai lầm, chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ đây hãy trân trọng người lo lắng cho mình. Hãy nghĩ đến một ngày bạn mất đi tất cả, trở thành kẻ trắng tay, thì ai có thể ở lại và nói: "Không sao, vẫn còn tôi ở đây." Ai đó là gia đình, bạn bè hay đơn giản chỉ là một người qua đường bất chợt. Đôi khi xem người khác quá quan trọng, kết quả trong mắt họ, mình lại chẳng là gì. Thông thường, người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn. Kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười.
hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thố, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn. Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Một ngày chợt nhận ra, có một số người nếu không chủ động tìm, họ chẳng bao giờ hỏi đến bạn. Nhờ vậy mà hiểu hơn, ai mới thật sự quan tâm đến mình. Thời gian làm không ít người rời xa ta, ai có thể ở lại đến tận sau cùng? Hãy nhớ trân trọng. Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ, lớn lên rồi mới hiểu, buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng. Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười, đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo. Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi. Nếu lỡ gặp phiền muộn, hãy nhớ lấy ba câu thần chú này. Đừng bận tâm, không sao đâu, rồi sẽ qua. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Ngày tháng không phải để phí phạm. Nếu bạn biểu hiện càng tầm thường, những điều tốt đẹp rời đi càng xa xôi. Cuộc sống không phải để đầu hàng. Nếu thoái thác càng nhiều thì vị trí dành cho bạn cũng sẽ càng nhỏ bé. Trước một số việc không nên hạ thấp bản thân thái quá. Cái thuộc về mình phải biết kiên tâm giữ lấy, đừng để thành của người khác rồi mới đi trách móc, giành giật. Trước một số người cần thể hiện quan điểm rõ ràng. Chỉ có vậy thế giới mới biết bạn cần gì mà đáp ứng. Đừng để người ta quyết định thay rồi phục tùng bị động. Nếu làm việc tốt mà gặp uất ức, hãy dặn bản thân rằng trên đời có những người biết trân trọng ơn nghĩa, dù được tặng một viên kẹo cũng ghi lòng tạc dạ. Nhưng cũng có lắm kẻ xem việc được người khác giúp đỡ là một lẽ tất nhiên, chỉ biết đòi hỏi và trách hờn khi không được thỏa mãn. Lỡ gặp phải hại người này,
hãy xem việc giúp đỡ ai đó là cơ hội để làm người tốt, tích đức cho chính mình là đủ. Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng, dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Vì bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bùn ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm, giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Bạn tức giận là vì lòng chưa đủ bao dung. Bạn phiền muộn là do tâm chưa đủ rộng lượng. Bạn lo nghĩ là bởi trí chưa đủ thông dong. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn đầu rỉ là do nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não. Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều không hề dễ dàng. Dưỡng ấm một trái tim mất rất nhiều thời gian, nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ hẹp, đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ. Cho nên, khi gặp gỡ, hãy biết cách trân trọng. Lúc bên nhau, nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi, hãy là người lịch sự. Khi chia tay, nhất định nhớ mỉm cười. Vì biết đâu, lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn.